Và ngày hôm nay mình sẽ trở lại với anh em, đó là con game rồng hổ anh em ạ. Con game rồng hổ thì nhiều anh em cứ rồng hổ anh em ạ. Con game rồng hổ thì nhiều anh em cứ nhắn tin gọi điện cho mình và hướng dẫn chơi và bắt cầu con game rồng hổ. Thì ngày hôm nay mình sẽ ngồi đây mình chơi cùng anh em con game rồng hổ nhá. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ chơi nó, anh em chú ý vào cầu của nó này. Hiện tại thì nó đang đẹp ở cửa rồng đấy, nên ván này mình sẽ đặt cửa rồng nhá. Mình đặt 100k thôi, mình đặt 100k ở cửa rồng. Không biết là cầu nó còn bẹt nữa hay không. 7 điểm, ok. Nó đã về rồng rồi anh em ạ. Vậy là mình đã ăn thêm được 100k. Sau khi cắt vé mình còn 95k thôi. Đó. Thì bản tiếp theo mình lại đặt tiếp cửa rồng thôi. Mình đặt tiếp cửa rồng nhá. Vì hiện tại nó mới cầu 4 ván thôi. Thường là cầu của con CF68 này thì nó thường kéo dài 5 ván anh em nhá. K, ok. 13 điểm. Bên kia là Q, chỉ có 12 điểm thôi. Vậy là mình lại ăn thêm 95.000 nữa. Tuyệt vời anh em ạ. Mình đã ăn hai ván đầu tiên. Ván này không biết là cầu nó còn nữa hay không, nên mình vẫn đặt 100k theo cầu bẹt nhá. Mình vẫn đặt cửa rồng đấy. Đó. Thì ván này mình sẽ không hướng dẫn cho anh em luật chơi nữa. Mình sẽ vào thực chiến luôn. Mình anh em chú ý vào cách bắt cầu của mình và chú ý vào kết quả mình đạt được. Vì mình biết rằng mình có nói gì đi nữa thì anh em cũng khó mà tin tưởng được. Nhưng điều mà anh em cần chú ý hơn cả là anh em hãy tải con game CF68 này về chơi thử đi. Mình tin rằng sẽ không làm tất cả anh em thất vọng đâu. Đó, thì con game CF68 này thì mình cũng chơi được một thời gian khá là dài rồi, cũng gần 100 đến nơi rồi. Thì mình cảm nhận thấy rằng đây là con game khá là uy tín, rút tiền và nạp tiền vô cùng đơn giản dễ dàng. Hơn nữa con game CF68 này liên kết với hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam hoặc các ứng dụng rút tiền, nạp tiền, chúng ta đều có thể thao tác một cách đơn giản và dễ dàng. Nên anh em cứ yên tâm nhé, vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng, rút và nạp tiền nhanh chóng, kết quả xanh chín. Nên anh em cứ yên tâm vào độ uy tín của game. Đây là một con game sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Đó, thì ván này mình đặt 100k cửa rồng anh em ạ. Ok, mình đã ăn thêm 100k nhá. Cầu hôm nay thì khá là phức tạp đấy. Hiện tại thì mình đang thấy là cầu nó đang về cầu 22 đấy. Lúc trước nó về hai ván rồng rồi, nên mình nghĩ là nó sẽ về hổ. Mình đặt 100k cửa hổ anh em nhá. Mình đặt 100k cửa hổ. Không biết là cầu 22 của nó có còn hay không đây. Anh em thử dự đoán xem nào. 11 điểm, ok. Mình ăn thêm 100k nữa. Đúng là cầu 22 nó vẫn còn đấy. Đó thì mình khuyên thật là những anh em nào mới chơi ấy, thì anh em cứ chú ý vào cách xoay cầu của mình. Tải game về anh em chơi thử đi. Anh em nào thử vào 100k, 200k chơi thử đi. Thì anh em sẽ cảm nhận được hấp dẫn của con game này. Ok, mình ăn thêm 100k nữa anh em ạ. 100k nữa. Không biết là cầu 22 nó có còn nữa hay không đây. Đó là về hai hổ, hai rồng và hai hổ rồi. Ván này mình sẽ chuyển sang cửa rồng anh em nhá. Mình chuyển sang cửa rồng. Mình đặt 100k thôi. 9 điểm, ok. Nó đã về rồi anh em nhá. Ăn thêm 95.000 nữa sau khi cắt vé. Lâu này anh em thế nào, vẫn khỏe chứ? Mình thì vẫn bình thường thôi. Hiện tại thì đang tình hình Covid khá là căng thẳng, nên mình cũng được nghỉ cách ly ở nhà. Đó, thời gian rảnh rỗi thì mình lên CF68 mình chơi, mình giải trí. Mình thấy là ok. Mình đặt 100k cửa hổ và ăn rồi anh em ạ. 100k cửa hổ và ăn rồi. Nó đã cắt cầu 22 và chuyển sang cầu 11, đúng như mình dự đoán. Ván này mình sẽ chuyển sang cửa rồng anh em nhá.
chuyển sang cửa rồng. Mình đặt 100k ở cửa rồng. Hy vọng là đúng như mình dự đoán. Ồ anh em ạ, nó đã lại về hổ rồi. Cầu này như thế nào ta? Rất có thể nó sẽ về bệt anh em ạ, rất có thể nó sẽ về bệt đấy. Nên mình để mình suy nghĩ một chút. Mình vẫn tin là nó sẽ cắt cầu 22 nên mình vẫn đặt cửa rồng anh em nhá. Ok, mình đặt 200k cửa rồng và đã ăn rồi. Tuyệt vời. Mình ăn, mình thu được 190k. Buồn ngủ quá anh em ạ. Mình đặt 200k và mình thu được 190k anh em nhá. Và tiếp theo mình lại đặt cửa rồng thôi. Mình nghĩ là cầu 22 nó vẫn còn đây. Ok. Đúng là cầu 22 nó vẫn còn thật. 13 điểm. Mình lại ăn thêm 100k nữa. Thì hiện tại thì mình đang cách ly ở nhà ấy. Mình có rất nhiều thời gian để rảnh. Thì anh em nào có thắc mắc ấy, thì cứ để lại comment ở phía dưới video. Mình sẽ hướng dẫn nhiệt tình. Và mình có để lại số điện thoại ấy. Anh em có gì cứ alo cho mình. Khi nào mình live stream chẳng hạn thì mình cũng sẽ alo cho anh em. Để anh em theo dõi. 100k cửa hổ và đã up rồi anh em ạ. Tuyệt vời. Thì số tiền của mình đã lên được khá là cao rồi, lên được 2 triệu rồi anh em ạ. Lúc đầu mình chỉ có 77 triệu thôi. Và hiện tại thì mình đã lên được 79 triệu rồi. Một con số cũng đủ làm mình hài lòng anh em ạ. Đủ làm mình hài lòng. Ván này mình đặt 100k cửa hổ và đã thua rồi anh em ạ. Và đã cắt cầu rồi. Xem nào. Mình nghĩ là mình nên chơi chậm hơn một chút. Nhưng mà ván này mình phải đặt 500k đi thì mình mới gỡ được cái lúc nãy mình thua. Ôi giời ơi, thật là bất ngờ anh em ạ. Mình đặt cửa hổ những 500k liền và nó ra về rồng rồi. Mục tiêu của mình ngày hôm nay là lên 80 củ ấy. Nên là mình cũng hơi hấp tấp một chút. Mặc dù đã cố gắng chậm lại rồi. Ván này mình lại đặt cửa hổ tiếp này. Liệu có khi nào lại về bẹt rồng không nhở? Cũng khó mà đoán trước được. Ok. Mình đã đặt 1 triệu ở cửa rồng và ăn rồi. Mình thu được 950k. 950k. Này mình tiếp tục đặt cửa hổ thôi. Mình nghĩ là nó đang về cầu 22 nên mình tiếp tục đặt cửa hổ anh em nhé. Hy vọng là không làm mình thất vọng. Ok, mình đã ăn một củ nữa, quá là tuyệt vời luôn anh em ạ, quá là tuyệt vời luôn. Mình đã lên được 80 triệu rồi anh em ạ, mình đã lên được 80 triệu rồi, một con số dự tính của mình, quá là tuyệt vời luôn. Này mình lại chuyển sang cửa rồng đi. Mình đặt 1 triệu ở cửa rồng. 1 triệu cửa rồng, 5 điểm, 4 điểm, ôi trời ơi. Tuyệt vời. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình anh em ạ. Mình đã lên được 81 triệu rồi. Anh em thấy hay thì cho mình một like.